Đối với người trưởng thành khi đến Mỹ, ngôn ngữ và chiếc xe đó là chìa khóa để mở đầu cho một cuộc sống nơi xứ người. Ngày nào chưa có hai thứ này thì những người này có lẽ sẽ còn bế tắc. Nhận thấy nhu cầu tìm hiểu về đời sống hiện tại ở Mỹ nói chung và ở Houston nói riêng rất cao. Do đó, dựa theo một số thắc mắc và tôi cố gắng tìm tài liệu để chia sẻ về điều này. Tuy rằng nội dung chia sẻ cũng chẳng có gì cao xa, to lớn như những bí quyết làm giàu, chỉ là một phần kiến thức nhỏ nhoi, nhưng có lẽ thì cần thiết với một số người đã hay là đang có ý định qua đất nước này để mà sinh sống. Những năm đầu năm 1975-85, phần lớn người Việt Nam khi đến Mỹ đều được hội đoàn hay là nhà thờ đứng ra bảo lãnh và hỗ trợ, cũng như là được hưởng quy chế khá cao. Nhất là những gia đình có con em nhỏ dưới 18 tuổi, khi đó họ chẳng cần phải lo lắng, cứ từ từ tìm hiểu, học hỏi để hội nhập. Mọi thứ đã có chính phủ lo. Đến từ một đất nước nghèo, nhu cầu vật chất cuộc sống còn ở mức tối thiểu, nên ai cũng phải hài lòng với hiện tại. Và nhất là thời điểm đó, nhìn quanh người Việt ai cũng nghèo như nhau, chẳng ai giàu hơn ai để mà so sánh. Đời sống ở đâu cũng vậy, phải đi làm mới có như thu nhập trang trải cho cuộc sống hàng ngày. Hơn nữa, nhu cầu vật chất theo cuộc sống thì ngày càng cao lên. Ngày mới qua chỉ ao ước có nhu cầu sống tối thiểu, nhưng khát vọng con người đó là thăng tiến. Người Việt cũng không ngoại lệ. Nên sau nhiều năm hội nhập, cuộc sống người Việt ở hải ngoại đã không còn cách biệt với người bản xứ. Hay có thể có phần trội hơn, vì người Việt vốn rất kiên trì và chịu khó, cũng như là bỏ công, bỏ của để mà đầu tư cho con cái, học hành, nên người. Nên sau nhiều năm, thành quả của họ có thể nhìn thấy một cách rõ ràng, phải nói là đáng ngưỡng mộ. Còn đối với thành phần mới qua định cư sau này thì sao? Hầu hết là ra đi theo quy chế di dân. Cá nhân bảo lãnh như cha mẹ bảo lãnh cho con, anh em bảo lãnh cho nhau, chồng bảo lãnh vợ. Do vậy, điều kiện vật chất, thời gian hỗ trợ giúp đỡ có phần hạn chế hơn nhiều. Đồng thời vào thời điểm hiện tại thì cuộc sống ở Việt Nam cũng đã cải thiện hơn xưa. Có những bạn đang có cuộc sống tốt, có nhà do cha mẹ để lại, có việc làm ổn định, hàng tháng hay là thỉnh thoảng được thân nhân ở nước ngoài hỗ trợ vài trăm đô la. Có thể rất giàu hoặc là không giàu, nhưng chí ít cũng có một cuộc sống ung dung. Do đó, có ước vọng rằng đi ra nước ngoài để có cuộc sống dễ dàng hơn, nhất là một cường quốc như đất nước Mỹ này. Và điển hình thế là Việt kiều hải ngoại nhiều người thênh thang, áo gấm về làng. Với suy nghĩ như vậy nên không ít người qua tới đây thiếu kiến thức tối thiểu của cuộc sống hải ngoại. Khi đối diện với khó khăn không lường và cũng không nghĩ trước được, đã không thích ứng được. Và do đó dẫn đến suy sụp về tinh thần. Bất đắc dĩ đã than thân trách phận, có khi oán trách cả người đã đứng ra bảo lãnh họ sang đây. Vì sao giàu thế mà không lo cho họ một cuộc sống như họ muốn? Thành ra cả người bảo trợ lẫn người được bảo trợ đã lâm vào cảnh khó khăn, bức rứt, tiến thoái lưỡng nan. Và nhiều người đã bị sức mẻ tình cảm gia đình, anh em trong nhà. Chia sẻ này xin đưa ra những bước bắt buộc phải có của một cuộc sống mới khi bạn đặt chân đến đất nước Mỹ này, mà bạn cần phải vượt qua. Và nếu muốn tái định cư ở một đất nước xa lạ, không phải là một đất nước Mỹ đi chăng nữa, thì mọi thứ từ ngôn ngữ cũng như là cách sống hoàn toàn khác biệt. Sau khi đặt chân đến xứ Mỹ, thì người thân hay là người bảo trợ sẽ mất vài ngày đưa bạn đi làm giấy tờ, hợp thức hóa cần thiết cho đời sống ở nước Mỹ, như là thẻ căn cước, thẻ y tế, xin nhập học cho các bọn trẻ. Nếu như các cháu dưới 18 tuổi sẽ vào học ở trường tiểu học và trung học gần nhà, thì đã có xe bus đưa rước đi về hai bận và ăn trưa miễn phí ở trường, có thể được cho vào lớp đặc biệt thời gian đầu để các cháu củng cố Anh ngữ. Nhưng lưu ý là nhớ phải đem theo đầy đủ học bạ ở bên Việt Nam và cần phải dịch sang tiếng Anh. Đối với các cháu trên 18 tuổi thì có ghi danh nhập học ở trường cao đẳng địa phương với tên gọi là Community College. Ở đó các bạn có thể học được tiếng Anh và chọn một cái nghề nào đó làm để mà sau này có kế sinh nhai. Tùy theo sở thích cũng như là trình độ, bạn có thể chuyển tiếp lên trường đại học 4 năm để lấy bằng cử nhân. Nếu như không có thu nhập hoặc là thu nhập thấp thì tất cả đều miễn phí. Và hầu hết
ai cũng được chính phủ tài trợ xin học bổng, và đây là quyền lợi chung cho mọi công dân Hoa Kỳ. Ngoài tiền học phí thì sách vở do chính phủ giúp miễn hoàn trả lại. Nếu đủ điều kiện thì bạn có thể nộp đơn vay tiền từ chính phủ giúp hỗ trợ việc sinh sống để có thể học toàn thời gian, chú tâm vào công việc học nhiều hơn và không phải lo đi làm part-time. Con nít dưới 18 tuổi, người già trên 65 tuổi thì được trợ cấp y tế toàn phần của chính phủ và còn có thể xin thêm được food stamp là trợ cấp thực phẩm. Những người trên 18 tuổi hoặc dưới 65 tuổi thu nhập thấp sẽ được xin trợ cấp y tế bán phần của chính phủ. Như ở Texas thì có chương trình Good Card mà người Việt mình hay gọi là thẻ vàng. Ở mỗi tiểu bang thì có những chương trình và tên gọi khác nhau. Những người mới nhập cư đến Mỹ thì hầu hết đủ điều kiện để được hưởng vì chưa có thu nhập. Nhưng lưu ý, khi các bạn đến Mỹ đã đủ điều kiện về thời gian, hãy tranh thủ học và thi lấy quốc tịch. Người bảo trợ hoặc người cho gia đình bạn ở tạm nhà họ một thời gian ngắn cho đỡ tốn kém trong thời gian đầu cũng như là chân ướt chân ráo khi đến Mỹ. Hoặc là bạn nếu có điều kiện thì tìm mướn dùng cho bạn một căn nhà mắc hay rẻ cũng tùy theo cái túi tiền của bạn. Và từ đây sẽ bắt đầu hành trình gian khổ, tự túc, tự cường của chính mình. Nếu bạn có vốn mang theo, có tiền sống một thời gian không đến nỗi phải quẫn bách quá, thì lúc này bạn nên tranh thủ học tiếng Anh. Cho dù không cần nhiều, nhưng ít nhất bạn phải nghe được, nói được chút ít để mà kiếm việc làm. Vì chẳng lẽ họ muốn bạn vào làm, còn phải mướn thêm người thông dịch cho bạn hay sao? Một điều cấp bách khác đó là phải học lái xe. Nhờ người thân kiếm mua một chiếc xe, xe mới hay xe cũ, xe mắc, xe rẻ tùy theo khả năng của bạn. Và đây là chuyện bắt buộc. Nếu không có tiền thì bạn cũng có thể thương lượng với người thân để hỏi mượn và sau này sẽ hoàn trả. Quỹ thời gian ở nước ngoài rất là eo hẹp, không ai có thể đưa đón bạn mỗi ngày đi và về. Ngôn ngữ và chiếc xe là chìa khóa mở đầu cho một cuộc sống ở đất Mỹ này. Ngày nào còn chưa có hai thứ này thì bạn sẽ còn bế tắc. Có nhiều người nói không có xe thì đi xe bus, thì bạn cứ thử xem. Nếu quỹ thời gian của bạn rộng rãi và tuyến đường đi của bạn thuận lợi thì điều này thì quá tốt đi. Còn trường hợp mà chúng ta đi trái tuyến hoặc là quỹ thời gian chúng ta không có, chúng ta cần phải tranh thủ thời gian, thì có một chiếc xe cá nhân thì thực sự là rất quan trọng. Trường hợp bạn không có tiền mang theo, nghĩa là vô sản, thì không thể chần chờ gì nữa. Bạn phải chấp nhận làm bất cứ công việc nào, đương nhiên là những cái công việc lương thiện. Đừng nề hà công việc tay chân nặng nhọc, những việc không cần chất xám để mà kiếm tiền trang trải cuộc sống gia đình. Và tuy nhiên, nếu như bạn không phải là một lực sĩ thì chắc chắn bạn cũng tìm cái công việc làm tay chân nó phù hợp với sức lực của bạn. Người bảo trợ họ có thể tự nguyện giúp cho bạn trong thời gian đầu ở trong khả năng của họ, nhưng họ không có bổn phận là phải nuôi bạn cũng như là gia đình của bạn. Hoặc là dù họ có muốn đi chăng nữa thì đôi khi cũng không đủ khả năng, vì số phí này quả là không phải là con số nhỏ. Còn việc làm ở xứ người trong trường hợp của bạn là người mới ở đất nước này thì sẽ như thế nào? Cũng không khó hiểu. Chỉ nói đơn giản như thế này. Cứ hình dung một người mới nhập cư đi xin việc làm, không nói, không nghe được chủ muốn nói gì. Kinh nghiệm nghề nghiệp thì không có, và đôi khi cũng đã có một chút tuổi, sức khỏe thì không còn sung mãn như thời thanh niên. Và tất cả là con số 0, không khác một đứa bé còn đang chập chững tập đi. Thì bạn sẽ làm được những gì? Và ngoài những công việc không ai muốn làm thì mới tới tay của bạn. Và chắc hẳn không ông chủ nào muốn thuê một người không giúp ích gì được cho mình mà lại phải trả lương. Vậy thì phải làm sao? Có hai trường hợp. Thứ nhất là bạn là người năng động, là người tự tin, là người không nghĩ những cái chuyện tiêu cực hoặc là nuối tiếc về quá khứ ở trong nước. Trước đây tôi là thế này thế kia ở Việt Nam, tại sao tôi qua đây tôi lại phải như vậy? Bạn phải chấp nhận, vì bạn biết với tôi đây chỉ là tạm thời, và một thời gian nữa khi quen với cuộc sống ở đây, rành đường rành xá, tiếng Anh của bạn khá lên và bạn sẽ tìm một công việc làm khá hơn, hợp với cái khả năng thực của bạn hơn. Và bạn phải từng nghĩ rằng điều quan trọng hơn cả đó là môi trường, cũng như là điều kiện sống tốt cho tương lai của bạn, cho gia đình bạn và cho chính những người thân, con cái của bạn,
cho sự phát triển của các con bạn. Và tôi tin với khả năng của mình, tôi chấp nhận dấn thân, bạn phải tự nhủ như vậy. Điều thứ hai là bạn không chấp nhận được cái thực tại khi bạn đặt chân đến Mỹ. Ở trong nước thì bạn lỡ ôm một cái mộng ảo thiên đường, và bạn đã từng nghe một cuộc sống bên Mỹ vất vả mà không hình dung được nó vất vả đến mức nào. Ở Việt Nam tôi sướng gấp mấy lần, công việc cũ thì nhàn hạ, có nhân viên, tội gì. Nói tiếng là qua Mỹ mà tôi phải làm những công chuyện nặng nhọc như làm tiệm phở, làm chợ, giữ con nít, rửa chén, vân vân. Nhìn chung quanh thấy người qua trước thì giàu có, trong khi tôi phải làm việc tay chân như thế này, thật là mất mặt, biết vậy tôi đã không đi. Có nhiều trường hợp còn nặng nề hơn, có bạn còn nặng nặc đòi về Việt Nam. Đó là những trường hợp tôi thấy đang xảy ra rất nhiều. Mỗi lần đi hay ở đều không phải là chuyện đơn giản. Ngoài chuyện tốn kém tiền bạc, thời giờ, còn có nỗ lực tình cảm của nhiều người thân. Trong khuôn khổ của nội dung chia sẻ này, tôi chỉ có mục đích phần nào giúp cho các bạn hiểu rõ con đường trước mặt và để có một quyết định sáng suốt nhất. Những người Việt tha hương từ nhiều năm trước đây, họ không có chọn lựa, nên dù thế nào cũng cắn răng, dấn thân, kiên quyết và đạp đổ mọi trở ngại để họ vượt qua. Nhờ vậy có thể nói gian khổ họ đã trải qua, nhất là tinh thần, gấp vạn lần các hoàn cảnh hiện tại của các bạn trong thời gian sau này khi các bạn đến Mỹ. Nhưng họ đã vượt qua và đã thành công. Và các bạn lưu ý, khi thế hệ đến Mỹ đầu tiên, người Việt chúng ta, họ đã phải thập tử nhất sinh, một đi không trở lại. Họ có thể chết trên biển và họ có thể trả giá bằng chính mạng sống của mình. Thế thì ở hiện tại bạn có lợi thế hơn rất nhiều. Bạn có người thân ở bên cạnh hướng dẫn ở trong một cuộc sống mới, có chút tiền mang theo và có nhiều kiến thức để mà chuẩn bị trước. Cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại cũng đã vững mạnh về tinh thần, bớt được nhiều cảm giác bơ vơ cũng như là lạc lõng. Tuy nhiên thời nào cũng có những việc bạn phải tự làm và đó là nỗ lực phấn đấu. Việc này không có ai có thể làm thay thế cho bạn được. Tôi hy vọng những thành quả giàu sang của người đi trước sẽ là động lực cho bạn dấn thân. Chứ đừng lấy đó để mà so sánh, để mà phân bì. Rồi thay vì dấn thân tiến bước thì bạn lại trở thành thất trí, than thân trách phận và dùng ánh mắt cay đắng mà nhìn đời, chua ghét những người thân, những người đã tỏ ra lòng tốt và thể hiện lòng tốt đã giúp đỡ gia đình của bạn, đưa bạn qua đất Mỹ này. Tôi đã chứng kiến không ít người là nạn nhân của nhân sinh quan sai lầm này. Hãy nhớ, những người thành công hiện giờ, họ cũng đã phải trải qua một thời gian dài để mà phấn đấu và không khác gì bạn bây giờ. Và thậm chí còn có điều kiện tệ hại hơn, họ có khi còn khổ hơn bạn gấp nhiều lần so với bạn bây giờ nữa. Còn nếu bạn nghe xong chia sẻ này, đã có chút khái niệm, thấy rằng hoàn cảnh của mình ở Việt Nam tốt hơn, thì tôi khuyên bạn nên ở lại nước mình, đừng đi làm chi cho phí thì giờ, tốn tiền và tốn công người bảo trợ hy sinh cho bạn. Nước Mỹ chưa bao giờ tự cho nước Mỹ là thiên đường, chỉ là những cảm nhận của một đại đa số nào đó, những con người đã cảm nhận được cái sự thiên đường ở trên đất Mỹ này và đã ưu ái mến tặng cho nó mà thôi. Thiên đường hay là địa ngục là do từng trường hợp cá nhân. Đừng thần thánh hóa quá để rồi bạn là phải thất vọng. Theo quan điểm của tôi, đất Mỹ không là thiên đường một cách huyễn hoặc xa xôi, và đất Mỹ cũng có ưu, có những điểm hạn chế và nhiều mặt tầm thường như mọi quốc gia khác. Có điều tôi có thể khẳng định với bạn, nếu các bạn sống ở đất nước Mỹ này, nơi chốn này sẽ cho bạn rất nhiều cơ hội, và đặc biệt những người trẻ, những thế hệ con cái của bạn sẽ có được những cơ hội thực sự để nắm bắt nếu như họ biết nắm bắt, và những thành quả thích đáng cho những con người biết tận dụng khả năng của mình cũng như là nắm bắt lấy cơ hội trên đất Mỹ và đã không bị phủ nhận những thành quả cá nhân mà mỗi người đã tự tạo ra cho mình. Gieo gì thì gặt nấy, đó là như vậy. Đó là cái điều tuyệt vời khi các bạn sống ở trên đất Mỹ. Có lẽ điều chia sẻ của tôi chỉ là một góc nhỏ trong cuộc sống. Và nếu ai đó không thấy giống như cái hoàn cảnh của mình, xin hãy nghe như là một câu chuyện nghe cho vui, hoặc là một chút kinh nghiệm nào đó để mà làm cái hành trang trong cuộc đời của mình. Xin chân thành cảm ơn các bạn.
Kính thưa quý vị, một chút thông tin kênh xin gửi đến quý vị. Xin chân thành cảm ơn quý vị đã dành thời gian quý báu để lắng nghe, cũng như dành thời gian để nhấn đăng ký và thích kênh, để quý vị có thể nhận được những video mới nhất từ kênh. Xin trân trọng.